Chào các bạn nhá. Sáng sớm ra nghe rúc cóc đê, ai rúc cóc đê, tiếng dao đấy các bạn ạ, của những người họ đi mưu sinh. Thì hôm qua chiều qua mình lắp mình sửa cái máy hàn này ban khá là hay khi không có điện áp hàn ra ấy, mà có cả dao động rồi ấy. Thì hôm nay mình lắp hoàn thiện, sáng sớm này mình lắp hoàn thiện và tiện thể có rất nhiều bạn xem kênh của mình ấy là nói là muốn thay đổi cái điện áp ra cho máy hàn. Nha. Nên mình sẽ tạo cái video này cho mọi người tham khảo nó hoạt động như thế nào để và cái điện áp hàn ra này nó phụ thuộc vào những cái gì nha. Thì trước khi mình làm đấy thì mình sẽ nói tổng quát cho mọi người ấy, một chiếc máy hàn điện tử ấy, đó là một bộ nguồn xung công suất lớn và nó không có hồi tiếp ổn định điện áp ra nha. Với những chiếc nguồn xung của chúng ta ấy, thì là như cái nguồn xung này thì nó có PC87 để FB hồi tiếp để luôn duy trì cái điện áp đầu ra ổn định dù tải nặng tải nhẹ. Nhưng trong thiết kế, ví dụ con này ra là 1,5A mà chúng ta kéo cho nó đến tận 3-4A thì nó không chịu được, thì nó sẽ chuyển trạng thái ngắt bảo vệ các bạn nhé. Còn nếu mà không bảo vệ chuyển trạng thái bảo vệ được thì nó sẽ lỗ, nó sẽ hỏng. Thì đó chính là có hồi tiếp ra để ổn định điện áp. Thì ngày nay thì một số cái nguồn xung ấy thì nó không có FB để nó bám sát tải là từ bên thứ cấp ngược sang ấy, mà nó FB bằng chính một cái bộ quận dây mà tạo ra nguồn VCC cho nó thì là nó FB trên cái đấy, tức là nó cái quận đấy nó vẫn lấy được cái từ trường trên lõi ferrit này này, và khi mà từ trường mạnh thì cái quận dây đấy sinh ra điện áp mạnh thì con IC sẽ nhận diện được là điện áp đang khỏe thì nó sẽ giảm độ dụng xung đi, nó thay đổi độ dụng xung để luôn giảm điện áp xuống và ngược lại các bạn nhé. Thì mình nói cho mọi người với cái kiểu hồi tiếp như thế thì nó không bám sát tải thì nó vẫn có một độ bấp bênh bên đường phía đầu ra một chút, nhưng mà trong ngưỡng chạy được thì nó vẫn chạy ok các bạn nhé. Còn với cái máy hàn điện tử này thì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy là nó là máy hàn điện tử và nó là mạch nguồn xung công suất lớn, mình đính chính là nguồn xung công suất lớn, nó có thể là chạy lửa cầu như chiếc máy hàn này hoặc là chạy cả cả cầu, tức là chạy cả cầu hát, hoặc là nó chạy móc phét thì tần số nó cao, hoặc là nó như cái máy này thì nó chạy IGBT nhá. Thì tại sao nó lại thiết kế nhiều kiểu như thế, sao không chung về một loại? Thì mỗi nhà sản xuất, mỗi ông thích thiết kế theo một kiểu, theo một cái hướng. Kiểu như xe máy như thế đấy, nó có quá nhiều hãng và mỗi hãng thì nó lại còn nhiều kiểu khác nhau, nhiều loại khác nhau. Như xe Honda thì có Ablade, có List rồi vân vân ấy. Thì cũng như con người thì có người này, người kia, rồi có cả người đàn ông, người đàn bà, rồi có cả người BD các bạn nhé. Nên do đó mà chúng ta hiểu được nó thì chúng ta sẽ biết là nó rất là đa dạng. Trước khi mình đề cập tới cái vấn đề là cái điện áp ra của máy hàn này nó phụ thuộc vào những cái vấn đề gì ấy, thì mình sẽ đo đạc qua cho chúng ta tham khảo là cái máy hàn này mình đã sửa và nó chạy bình thường, và mình sẽ đo một số cái thứ như là tần số hoạt động của thứ nữa để mình nói cho nó dễ hiểu nhá. Con máy hàn này hôm qua chiều qua mình sửa ấy, nó không có nguồn ra, nó chết đúng một con led màu xanh bên trong bo chi sung thôi các bạn ạ, đúng chết một con này thôi. Mình ghim điện nha. Và mình đo nguồn ra này. Đang là 57V nhá. 60V nha. Và mình đo cái tần số hoạt động của mạch này nhá. Bởi vì cái điện áp ra nó cũng phụ thuộc vào cái tần số mà. Con máy này là chạy IGBT, do đó cái tần số của nó chỉ trên dưới 40 thôi. Sợ không đo được cái này. Đó, đã ra nhá. Nó đang chạy với cái tần số là 47,7 kHz nhá. 47,7, cứ cho là 48 đi, mình lưu lại là 48 nhá. Máy hàn chạy IGBT thì cái tần số mình hay nói cho mọi người để trên dưới 40 kHz thôi. Còn máy hàn mà nó thiết kế chạy móc phét ấy thì tần số hoạt động nó sẽ cao hơn, nó sẽ trên 100, nó rơi vào tổng khoảng 108 kHz. Thì tất nhiên nó sẽ có cái sai số một chút, có thể xuống 105 hoặc lên 109 vân vân nhá. Mình đo mình thấy nó thế các bạn nhá. Và đa số thì máy hàn chạy móc phét mình thấy nó vạch công suất của nó hoạt động cầu hát thôi. Còn đâu máy hàn chạy
IGBT thì chạy lửa cầu cũng có mà chạy cầu H cũng có. Đây mấy con máy hàn mà nó chạy 3846 ấy thì nó hay chạy cầu H. Còn đâu những con máy hàn nó dạng như này thì nó chạy 3525 ấy thì nó sẽ hay chạy theo kiểu lửa cầu. Khi nó chạy lửa cầu thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ xuất áp, nó sẽ có những con tụ lạp xả này. Nha. Thì để hiểu qua về cái tạo ra cái điện áp hàn. Thì đây chính là cái biến áp động lực nha. Nếu mà chạy móc phét với cái tần số cao hơn ấy, thì có thể cái biến áp động lực này nó sẽ có thể chạy, nó sẽ giảm diện tích được hơn. Ví dụ như cái máy hàn này nó đang ghi là 200A nhé, 200A và tần số là 48 kHz. Thì giả sử nếu mà nó chạy móc phét ấy, thì có thể lên đến hơn 100 kHz ấy, thì cái biến áp này nó sẽ giảm diện tích nhỏ hơn được rất là nhiều mà nó vẫn đáp ứng được ra là 200A. Chúng ta sẽ hiểu như thế nhé. Nhưng mà để làm được như thế thì có nhiều thứ lắm các bạn ạ. Tốc độ chuyển mạch phải nhanh này, rồi là linh kiện phải đáp ứng được này, vân vân, nhiều thứ lắm. Nên chúng ta cũng không phải là nhà thiết kế, nên chúng ta chỉ hiểu nó thế thôi. Hiểu nó như thế thôi, còn đâu chúng ta chỉ là thợ sửa chữa thì khắc phục và chúng ta hiểu về bản chất của nó nhá. Những video này không sửa chữa mà video này chúng ta hiểu về bản chất của nó một chút. Bởi vì có nhiều bạn muốn thay đổi cái điện áp này đầu ra này, ví dụ như kiểu như dạng như nguồn xung ấy. Là bây giờ con này nó ra là đang là ra là 60V đấy, các bạn muốn ra là chỉ là 20V thôi, 30V thôi, hoặc là 50V hoặc là 100V thì các bạn muốn thay đổi như thế. Thì để mà thay đổi nó thì mình đang muốn tạo cái video này cho mọi người hiểu được là cái điện áp ra này nó phụ thuộc vào cái gì nhá. Thì đây là cái biến áp động lực. Đây là cái quận mà mình gọi là quận áp lực chính. Cái quận này nó sẽ đốt điện, đốt năng lượng là 300V. Nó sẽ tạo dòng chảy dòng dương bên này và âm bên này thì chạy theo chiều như thế này. Còn nó ngược lại, dương bên này, âm bên kia này chạy theo ngược chiều lại để nó đảo cực tính của từ trường. Những cái mạch công suất lớn nó gọi là chạy lửa cầu hay cầu H ấy, thì là nó từ trường ấy, đầu tiên mới cấp điện từ trường đang là ở vị trí 0 này thì nó tăng lên T. Sau đó là nó không phải nó giảm về 0 như những cái máy ngồi, những chiếc bộ nguồn xung mà nó sẽ có mạch dập xung ngược ấy, mà nó giảm về không nhưng mà nó giảm sâu xuống tận trừ T, mình hay gọi là trừ T, thì nó thay đổi từ cái, nó thay đổi cái độ rộng của từ trường lớn hơn rất là nhiều các bạn nhé. Đó chính là cái nguyên lý là đảo lại cực tính này, đảo cực tính của dòng điện ở cái quần áp vị chính này, mà đó chính là cái sự xuất áp của lạp xả của tụ điện đấy từ năng lượng 300V đấy. Thì bên thứ cấp bên thứ cấp thì nó có hai quận. Nó có một cái điểm chung ở giữa này. Chúng ta thấy từ đây nha, lên đến đây là một quận. Từ đây lên đến đây là quận. Thì cái quận từ đây lên đến đây nó ngược pha, tức là nó ngược chiều so với từ đây xuống đây. Và ở cái các tần số ấy, thì là nửa chu kỳ ấy, mà ở bên này đó là dương này thì ở đây nó sẽ là âm. Nha. Các bạn nhá. So với đây chúng ta sẽ hiểu đây là 0V, 0 đi. Thì ở nửa chu kỳ mà đây là không này, còn đây là dương ấy, thì dương được chỉnh lưu qua hai con diode kép sẽ tạo ra cọc dương của chúng ta. Thì cái cọc 0V này thì là nó đi qua R xăn này, rồi những cái mạch này nó có một cái quận L nữa. Cái quận L này nó sẽ là quận L lõi ferrit, nó sẽ tích trữ năng lượng dưới dạng từ trường ấy, thì nó tích trữ rồi nó lạp xả thì nó bồi, nó kiểu như bốt áp các thứ, thì nó tạo ra cái khi mới chấm hàn ấy thì nó sẽ sụt áp, rơi trên áp, trên rơi trên nó sụt áp. Và khi nó đã có mồi nữa rồi ấy, thì nó cứ phóng nạp thì nó làm cho muối hàn nó ngọt hơn, nó ngấu hơn các bạn nhé. Cái quận L này nó có tác dụng, mình hiểu tác dụng nó chạy như thế thì chúng ta cũng chỉ lên hiểu thế nữa, còn để phân tích kỹ của nó thì hơi lằng nhằng. Dòng chảy như thế này này, về này thì nó sẽ tích trữ với dương đây, âm đây các bạn ạ. Và khi mà nó dừng lại thì nó dòng chảy nó ngừng lại, và khi mà đến nửa chu kỳ sau này dương đây tiếp ấy, thì này cái quận này nó sinh ra điện áp với dương này, cái dương này đấu vào âm của nó thì nó bốt ra điện áp cao hơn. Chúng ta sẽ hiểu hôm nay như thế nhá, nó có lại nó phóng nạp nó cứ tích trữ năng lượng từ trường rồi nó lại xả ra, và nó xả nối tiếp với cái điện áp sinh ra đây này các bạn nhá, thì nó sẽ làm cho bốt điện áp dòng hàn nó sẽ lỏ hơn, nó sẽ ngọt hơn thông qua cái L này. Nhưng mà ngọt lỏ hơn ấy còn phụ thuộc vào trong thiết kế. Ví dụ như chúng này thiết kế cái khu này ngọt thật đấy, nhưng mà cái tải cái từ cái năng lượng của cái 300V này nó không thiết kế đủ đáp ứng ấy, thì nó cũng sụt áp, phải xem là không ngọt các bạn nhé. Nên cái này, vấn đề này là do hãng họ đã tính toán, chúng ta tôn trọng hãng thôi, bởi vì chúng ta không phải là nhà thiết kế. Thì mình vừa nói cho mọi người rồi, nửa chu kỳ mà trên là dương thì cái quận này sẽ tạo ra dòng hàn
Dòng hàn thì dòng Y nhá. Y nhá, nó sẽ đi từ dương với âm này. Các bạn nhá, dòng Y ấy, dòng chiều dòng điện đấy. Thì tương đương với cái quận dưới nó là thì nó là âm, thì tương đương ở vị trí trên này này của nó đây là dương. Thì dương này thì đẩy ra chả đi được đằng nào cả. Mọi người nhá, đi là không đi được đằng nào cả do con đĩa là nó ngăn, coi như là ánh lửa chu kỳ đấy, là cái quận này là không tham gia vào quá trình tạo dòng hàn. Đến nửa chu kỳ sau lật ngược lại với dưới nó là dương ấy. Ở không vuông ở đây thì trên nó là âm ấy, thì cái quận này lại không tham gia vào quá trình tạo dòng hàn, mà quận ở dưới đã đóng vai trò như vừa nãy. Nhá mọi người nhá. Do đó nó cứ đảo cứ tính liên tục ấy. Nên cái quận đầu ra là nó sẽ cứ quận này được tạo dòng, quận kia nghỉ. Nó thiết kế như này để nó tăng được cái sự bền bỉ của biến áp hơn so với là một quận mà lại chỉnh lưu ra các bạn nhá. Nên nhiều người bảo là sao không chỉnh lưu cả chu kỳ các thứ ở đây ra cho dòng nó khỏe. Dòng nó khỏe ok đấy, nhưng mà cái này nó đích đáp ứng được, nó nóng bỏng và nó cháy nhá. Đây nhà sản xuất họ đang hoạt động ở tần số 48 kHz đấy. Mà cứ lửa chu kỳ quận này là tạo ra dòng hàn thì quận này được nghỉ để nguội nhá, để làm áp. Rồi đến nửa chu kỳ sau ấy, thì quận này đã được nghỉ một tí đấy rồi. Lại tạo dòng hàn, và quận trên vừa tạo ra thì lại được nghỉ. Chúng ta sẽ hiểu nôm na nó là như vậy nhá. Tiếp theo mình nói đến cái vấn đề là khi hàn vật liệu thì cục dương âm như nào. Nên tại sao mà máy hàn điện tử này phải ra dương âm các bạn ạ? Thì thông thường theo mình nhìn nhận nhá, mình gặp những cái máy hàn và mình thấy thực tế là đây là cái kìm cặp kẹp que hàn, đây là que hàn nhá. Mình vẽ luôn đây là que hàn. Còn đây là phôi hàn nhá, cái vị trí mình cần hàn này. Thì cái vị trí cần hàn này thì đa số ấy là nó sẽ đa số nhá. Nó sẽ lắp vào bản cực là nó chính là dương. Nhá. Còn que hàn này thì nó sẽ là âm. Theo như này, nhưng thực tế là chúng ta lắp ngược thì vẫn được, chả vấn đề gì cả. Nhưng mà theo tóm lại là khi vị trí này nó chập vào nhau ấy, thì nó sẽ làm đoạn mạch dòng điện này. Thì bắt đầu là nó nóng chảy ở đây. Nó nóng chảy ở đây thì nó nóng chảy cả cái phôi hàn của chúng ta và cái que hàn. Nên chúng ta thấy đấy là khi chúng ta hàn là que hàn nó bị nóng chảy ra và nó sẽ cụt dần, chúng ta phải thay. Đồng thời nếu mà chúng ta hàn dòng lớn quá là cái này nó chảy và nó thủng. Ví dụ thắt lọc dòng nó thủng các bạn nhá. Nó sẽ thủng như vậy là nó sẽ, tóm lại là cả cái vật liệu cần hàn và cái que hàn là nó sẽ nóng chảy và nó sẽ ngấu vào nhau. Nhưng theo cái nguyên lý dòng điện ấy là dòng chảy Y từ dương về âm ấy, nhưng mà những cái dòng electron ấy thì nó lại sẽ đi ngược lại. Những cái hạt điện tích ấy, nó sẽ đi ngược lại. Nó đi ngược lại thì tương đương với là cái âm này nó là cái que hàn này, thì nó làm cho cái điện tích nó đi thì không khác gì là cái que hàn nó sẽ chảy ra. Nó sẽ chảy ra nhiều hơn và nó sẽ bồi đắp vào vị trí hàn. Theo cái nguyên lý nó như vậy. Nhưng thực tế như nhiều người kinh nghiệm, những cái bác kinh nghiệm người ta sẽ thấy ấy, là nếu mà hàn thép sắt mỏng này thì que hàn đấu dương nha. Nếu hàn ống sắt hộp ấy, que hàn đấu dương. Còn đâu phôi hàn đấu âm. Tóm lại là trong chiếc máy hàn điện tử này thì là que hàn âm dương này chúng ta đấu kiểu gì thì nó vẫn cứ hàn được bình thường. Nhưng có một cái thắc mắc là tại sao mà nó lại phải chỉnh lưu ra thành dương âm như này, mà tại sao mà nó không trực tiếp, mà những cái chiếc máy hàn cơ gọi là máy hàn cơ ngày xưa ấy là 220V vào quận sơ cấp luôn thì ra luôn là que hàn, ra hàn được luôn. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, là cái máy hàn cơ ấy, cái máy hàn cơ này thì là nó chạy ở cái tần số ở Việt Nam chỉ là 50Hz, ở Nhật thì 60Hz. Cái tần số nó rất là thấp, do đó là nó vẫn có thể là hàn chảy mối hàn cho chúng ta ok được. Nhưng bây giờ là từ cái điểm này mà ra điểm này mà ra đưa ra hàn trực tiếp luôn ấy, thì với cái tần số tận 48 kHz, kHz chứ phải là hertz nữa nhá các bạn nhá. Rồi này là nếu mà máy hàn chạy móc quét thì đến tận hơn 100 kHz thì nó đưa ra thì nó hàn nó sẽ lủ lụp bụp hoặc là nó bắn tóe của những cái hạt điện tử chảy ra linh tinh, chứ nó không tạo được độ ngấu mọi người nhá. Mọi người mình hiểu hôm nay là nó liên quan đến cái tần số thấp thì được, nhưng mà máy hàn điện tử này thì tần số của nó rất là cao. Thì này có bạn nào, đây là những video cho mọi người hiểu, thì có bạn nào tôi bảo là sao không thiết kế chạy cái tần số thấp đi, chạy cái tần số thấp đi thì để cho nó đỡ phải dùng chỉnh lưu. Nếu mà chạy tần số thấp ấy, thì nguồn xung mà tần số thấp nhá, ví dụ như con này là 48 kHz, biến áp bé như này ra được 200A nhá. Thì nếu mà cho chạy tần số thấp là chỉ là 90Hz đi, gọi là 90Hz đi, chưa được 1kHz nhá. Thì cái biến áp này nó phải to bằng cái bàn của mình. Cái biến áp này này
thì nó mới đáp ứng được là 200A. Các bạn phải hiểu vấn đề như thế nhá. Nên do đó là trong cái chuyện tính toán về về thiết kế này, về sự chạy ổn định này, rồi về vật liệu thứ này, họ thiết kế như này là tối ưu nhất rồi các bạn nhé. Do đó mà phải cần diode chỉnh lưu để tạo ra dương âm, nó là như vậy, chứ không thể nào một cái điện áp xoay chiều. Cái này cũng là điện áp xoay chiều nhưng tần số có 50Hz thôi. 50Hz tức là bằng 0,1 kHz chả đấy. Mình cứ hiểu như thế nhá. Còn ở đây là tận 48kHz KHZ nhá. Do đó mà nó phải cần diode, và phải là diode xung chứ không phải diode chỉnh lưu ở tần số thấp nữa, để nó gộp lại thì nó mới tạo ra được. Nên do đó nó mới tạo ra thành dương âm để hàn đấy các bạn nhá. Dương âm thì dòng điện một chiều thì nó mới hàn được. Và cái tiếp nữa này, cái máy hàn này vừa mình cắm điện cho mọi người là ở trên đầu que hàn này, là mình đo được 60V ở chế độ chờ như thế. Nhưng khi chúng ta hàn thì nó sẽ chập que hàn và nó sẽ tụt xuống có thể là 24V hoặc là 18V hoặc là 30V nhá. Nó sẽ tụt thấp xuống theo cái dọc, cái vị trí hàn của chúng ta ấy. Là chúng ta hàn que giờ to hay que 2,5 hay là que 3,2 vân vân ấy, và mỗi hàn chúng ta dí nâu hay nhiều thì nó cái sụt áp này nó sẽ nhiều ít các bạn nhé, chứ nó không phải là luôn duy trì ở cái 60V ở đâu. Nếu mà 60V này, nếu mà nó vẫn duy trì được cái 60V đấy thì là hàn phải bắn tóe le vân vân luôn. Bởi vì những cái máy hàn cơ này nó chỉ cần 24V nó đã hàn bình thường rồi các bạn nhé. Nó sẽ tụt xuống thấp hơn nhiều mọi người ạ. Nó phải tụt thấp như thế, chứ nếu mà nó duy trì được trên thì lại công suất nó lại khỏe quá, lại kinh khủng quá các bạn ạ. Và nhà sản xuất họ tính toán ấy là chúng ta duy trì được từ 60V tụt xuống 24V là ok lắm. Thì giả sử mà chúng ta hàn như thế mà tụt xuống còn có 10V hoặc là 12V thì hàn xong không ngấu ấy, thì chúng ta sẽ vặn cái dòng hàn này này. Thì vặn cái dòng hàn này nó thay đổi cái độ rộng xung này này để nó tạo ra cái từ trường mạnh lên để bốt nâng áp được, duy trì được dòng hàn cao lên. Đó chính là cái chiết áp đằng trước nhé. Cái chiết áp đằng trước nó tác động vào con dao động, mình không nói là con gì nữa, con 3525 thôi, tác động vào dao động để thay đổi cái độ rộng xung này này. Chả viết được nữa nhỉ. Tức là thời gian dẫn nhiều để dòng điện biến thiên lớn, vẫn là tần số 40kHz thôi, nó thay đổi cái độ rộng xung thôi. Tần số biến thiên lớn để từ trường mạnh để bồi đắp vào cái sự chập ở đây, để ví dụ như bị hàn chập que các thứ ấy, thì nó tụt xuống còn 0V hoặc 10V thôi thì hàn không ngấu. Thì bây giờ nó sẽ từ trường nó mạnh lên để nó bốt nó lên được 24V hoặc là 30V thì nó sẽ khỏe, nó sẽ lỏ các bạn nhá. Tóm lại là cái dòng hàn này này là chúng ta có thể thay đổi được cái chiết áp phía đường trước để tác động vào con IC để làm cho dòng hàn tăng cao thấp nhá. Đồng thời ấy, để bảo vệ an toàn nữa là khi mà chúng ta hàn bị chập như này này. Chạm này, này, cái điện áp rơi trên con R-San này đạt lớn, con điện trợ R-San này này nhá. Thì nó đưa về, mình hay nói cho mọi người ấy, khi nó chập thế mà nó vẫn cố đốt lên 60V ấy, thì nó lổ mạch ngay. Do đó mà khi bị chập que cái thứ ấy, thì cái điện áp rơi trên con này lớn này nó đưa về con IC dao động ấy, thì con IC nó sẽ bóp xung lại. Mình gọi là bóp xung tức là cái thời gian mở nó sẽ rất là nhỏ, còn cái thời gian nghỉ nó sẽ rất là lớn. Để bóp xung nén xung lại để mục đích ấy là người sử dụng phải tách nó ra để hàn lại từ đầu. Đó là cái nguyên lý an toàn nhá. Do đó một chiếc máy hàn này chúng ta sẽ hiểu nôm na như này này, nó không khác gì một bộ nguồn xung là khi sạc. Khi hàn là chúng ta cứ hiểu là có dòng hàn như là khi sạc xe đạp điện sạc ấy. Đó. Ở chế độ chờ TL431 của cái nguồn xung của xe điện ấy thì TL41 điện trở phân áp các thứ ấy là nó luôn duy trì ra là sạc xe là 48V thì nó ra là 56V đấy. Các bạn nhá, ra 56V đấy. Và khi mà có dòng sạc này này rồi pin đói thì pin nó càng đói thì không khác gì là càng dòng hàn đang càng cao. Và khi mà pin nó khỏe lên ấy, nó đầy lên ấy, thì là dòng hàn sẽ nhỏ dần ấy, thì nó sẽ làm cho có điện áp rơi giờ săn này nó đưa về để nó bóp xung. Thì tóm lại là ở cái chế độ mà ắc quy yếu ấy, thì là nó tác động vào phần dao động ấy, làm cho điện áp của cái sạc ấy nó không phải là 56V, nó chỉ là 52 hoặc là 49 vân vân thôi các bạn nhé. Thì chúng ta cũng hiểu luôn là cái máy hàn này khi bị bóp xung và bị dòng hàn đã hết thì nó cũng tụt xuống thế, và chúng ta có thể thay đổi cái dòng hàn thông qua cái chiết áp đằng trước. Và còn cái này thì là do thiết kế là bị báo mình gọi là bảo vệ chập, bóp xung lại khi bị chập nhá. Đó chính là cái sự hồi tiếp tác động vào phần dao động thôi, còn cái điện áp hàn ra ấy, thì nó phụ thuộc vào những cái này. Bây giờ bắt đầu đưa vào nhá. Chúng ta nhìn nhá,
Cái điện áp hàn ra bây giờ đang là 60V nhá. Đấy, nó ổn định rồi. 62V đi. Vẫn đang tăng à? Đó, 63V, 64V, cho là 64V đấy nhá. Ở cái điện áp DC 300V mà bây giờ là đang là 270 nhá. 270 mình đang đo ngược thôi. Đấy, và khi mà điện áp DC mà lên 300V vừa là 270 nhá, bây giờ này chúng ta sẽ nhìn này. Là 295 nhá. Thì nó sẽ điện áp dòng điện áp hàn nó sẽ khỏe hơn này. Đấy, chúng ta thấy nó lên 71V rồi chứ không phải là 60V nữa. Như vậy là điện áp hàn phụ thuộc vào điện áp đầu vào nhá, điện áp hàn đầu ra. Là điện áp vào mà là 220 hay điện áp vào là 200 hay 180 ấy thì điện áp hàn ra cũng sẽ là cao thấp nhá, bởi vì chúng ta sẽ hiểu rằng cái năng lượng 300V này hay cái năng lượng 270V ấy nó tạo dòng chảy biến thiên này thì là cái năng lượng cao, dòng điện cái chảy trên cái dòng điện mà ở cái điện thế cao thì từ trường nó sẽ mạnh. Còn ở 270V thôi thì là từ trường yếu. Thì điện áp cảm ứng ra cũng nhỏ hơn nha mọi người nhá. Đây mình cắm qua bóng đèn thôi, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai mình vừa liệt kê đây, mình vừa mới liệt kê ra này. Đó chính là cái số vòng dây của biến áp nha. Giả sử như mình ở đây là mình tăng cái số vòng dây này lên là chẳng hạn thì điện áp ra sẽ khỏe. Hoặc là điện vòng dây này mình không tăng mà mình tăng cái số vòng dây đây thì mình đang vẽ này 1 2 3 cái, mình vẽ lên thành 4 cái thì sẽ trong cái từ trường số vòng dây của quận thứ cấp ra nằm trong từ trường mà số vòng dây cao thì nó sẽ chỉnh như ra điện áp cao nhá. Mọi người nhá. Thì cái nữa ấy là biến áp sẽ làm số vòng dây của biến áp sẽ làm cho chúng ta biết được là điện áp ra thấp, cao thấp. Không những cả biến áp động lực mà kể cả biến áp chi xung cũng vậy, bởi vì mình đã test rồi. Ở đây chúng ta sẽ thấy con biến áp chi xung này đó là 20/12 nhá. Giả sử mà chúng ta lắp con 24/12. 24 là cái gì? 24 ý, đó chính là cái quận là việc chính là quận tạo ra điện áp cảm ứng trên biến áp chi xung ấy. Nếu mà nó 24 vòng thì không khác gì cái quận này nó lớn này, thì cái điện áp sinh ra để đẩy vào chi xung để đẩy vào cực cờ nó lớn. Tức là điện áp cấp cho cực cờ nó lớn thì con MOSFET nó cũng mở khỏe. Thì dẫn tới là điện áp đầu ra cũng cao nhá. Thực tế là trước mình có sửa một chiếc máy hàn điện tử ấy, mình làm ấy thì mình có thay thử là cái biến áp chia xung mình vừa nói cho mọi người là 20/12 hay là 24/12 hay 18/ bao nhiêu ấy. Mình đã thay đổi và mình phát hiện ra là điện áp hàn ra cao khắc hoàn toàn luôn. Cao hẳn luôn các bạn nhé. Thực tế là chiếc máy hàn điện tử này có những cái máy mà nó thiết kế là phục vụ trong cái vấn đề là máy cắt. Cắt là cắt thổi ấy. Không phải là hàn mà là chỉ là cắt thổi ấy. Thì cái điện áp hàn ra nó thiết kế ra rất là cao. Nó trên 100V luôn đấy, 90 đến trên 100V nhá mọi người nhá. Mình đã thấy thế và mình thấy là cái biến áp động lực nó chạy MOSFET thôi, hồi đấy mình làm ấy. Nó chạy MOSFET và cái biến áp của nó bé bé như cái biến áp mà chúng ta thấy hiểu những cái máy hàn hồng ký mà nó có ba biến áp nhỏ bên trong ấy. Thì mình thấy là cái số vòng dây của nó là thứ cấp sơ cấp khác nhau, dẫn tới là điện áp ra rất là lớn. Thì điện áp ra lớn thì nó thổi nó mới cắt được khỏe mà các bạn nhá. Tất nhiên là phần công suất nó phải chịu được. Thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu rằng ấy là điện áp đầu ra nó sẽ phụ thuộc vào là số vòng dây của biến áp. Không những là số vòng dây của biến áp động lực, còn số vòng dây của cái biến áp chi xung để đưa ra cái mức điện áp cấp cho cực G. Thì khi điện áp cấp cho G mà điện áp lớn thì nó mở mạnh thì làm cho từ trường nó sẽ mạnh mà, thì nó sẽ tăng nhá. Và tiếp theo nó sẽ khẳng định là 100% là tần số nhá. Cái tần số mà càng lớn, ví dụ như con máy hàn này đang chạy tần số 48 kHz thì điện áp ra là 70V đấy, cứ gọi là 70V đi nha, vì cắm 220 mà. Thì nếu mà mình giảm tần số hoạt động của nó xuống còn 38 kHz ấy thì là cái điện áp ra này có thể nó sẽ không phải là 70V nữa mà nó tụt xuống chỉ là còn khoảng 55 hoặc 60V thôi. Chúng ta sẽ hiểu như thế nhé. Khi tần số hoạt động nó thấp ấy thì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy là cái từ trường này đã thay đổi về thấp hơn thì nó sẽ bị như thế mọi người nhé. Còn để mà chúng ta một chiếc máy hàn này, khi mà các bạn đã hiểu được những cái vấn đề như vậy này, các bạn bảo là muốn thay đổi đấy, có bạn này muốn mình làm video để thay đổi
cái điện áp hàn ra để bạn ấy kiểu như là bạn muốn sạc ắc quy 12V hay 24V vân vân, bởi vì máy hàn điện tử như là thông dụng ấy, bạn muốn mình làm cái video để mục đích làm như thế, mình bảo là với kiến thức của mình làm được đấy, nhưng mà nó quá phức tạp. Mình là người hiểu về nó thì mình sẽ làm được, nhưng nó cực kỳ phức tạp và không cần thiết, bởi vì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, là nó đã phức tạp như thế thì thôi đừng có làm, nó đơn giản thì mình sẽ làm cho mọi người. Cũng như là những cái nguồn ATX ấy, nhiều người thì bảo là tác động vào cái con ICTL494 hoặc K7500 ấy để nâng cái điện áp lên và giảm điện áp đi, thì cái con này thì cũng có thể làm được như thế các bạn nhé, nhưng mà nó lằng nhằng với lại là nguy cơ lỗ, bởi vì đây là máy hàn công suất công suất lớn. Thì mình sẽ hiểu được cái dataset của con IC3525 ấy, thì mình có thể tác động để nó thay đổi được cái tần số này, hoặc thay đổi được cái độ rộng xung này, để có thể nâng lên được đấy các bạn ạ. Nhưng mà nó cái đấy lại là dành cho những cái bạn chế cháo thôi. Kênh này của mình đa số là sửa thiết bị, chứ mình chưa không thể có thời gian mình chế cháo cả. Đây là cái video để cho chúng ta hiểu về bản chất của một bộ nguồn xung, cụ thể là ứng dụng trên máy hàn điện tử, và cái điện áp hàn ra nó phụ thuộc vào những cái gì nha các bạn nha. Khi mà các bạn thay đổi cái tác động vào cái phần mà liên quan đến dao động, thì có vẻ tác động và các bạn có thể thay đổi được cái tần số này này, và thay đổi được cái độ rộng xung này, thì các bạn có thể thay đổi cái điện áp đầu ra được đấy các bạn nhé. Và chúng ta sẽ nhìn từ nãy đến giờ ấy, thì do cái điện áp đầu ra này là nó là điện áp một chiều, nhưng nó không hề được tụ lọc, nên do đó mà dùng máy hiện sóng là đo, chúng ta sẽ thấy là vẫn có cái tần số nhé. Bởi vì chúng ta hiểu giờ tần số lớn nhưng mà nó sẽ có sự mấp mô ấy, chứ nó không phẳng như này đâu, bởi vì làm gì có tụ lọc đâu các bạn nhé. Và trong cái chuyện mà hàn này thì nó không cần tụ lọc như vậy. Trước khi kết thúc video thì mình lại nói cho mọi người về cái cuộn này, thì mình bảo là điện áp một chiều nó chạy thì làm sao mà cái cuộn này sinh ra được dòng điện. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng khi cái que hàn này này nó cứ dính nhả thì dòng hàn nó thay đổi. Các bạn hàn, các bạn cứ đến nó xẹt, nó xanh, nó lóe lửa chói mắt, hỏng cả mắt của chúng ta đấy. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng nếu mà chúng ta dí nó vào một cái que hàn nó nóng bỏng hồng đỏ lên ấy, thì đấy là điện áp dòng chảy không đổi. Nhưng chúng ta sẽ hiểu rằng cái mũi hàn của chúng ta cứ xẹt chảy đấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng dòng điện cứ mạnh yếu, thì cái sự mạnh yếu đấy nó là sự biến thiên. Cái sự biến thiên thì là cái cuộn dây này cứ tích trữ rồi lại giải phóng, tích trữ giải phóng nha mọi người nhé. Cũng như là phần cao áp của máy hàn tích mà mình đã chia sẻ cho mọi người ấy, là cái mỏ vít để phóng tia lửa bên trong ấy, mà chúng ta để không cho nó phóng thì không bao giờ có lửa đánh cao áp, đánh để mồi nữa. Chúng ta phải làm sao mà cái hạt đấy nó cứ đánh xẹt xanh xanh thì không khác gì đây này, thì nó mới tạo ra được cái điện áp cảm ứng các bạn nhé. Còn đâu nếu mà cứ không phóng này hoặc là chập vào nhau thì không bao giờ có điện áp cảm ứng ra. Thì cái này nó cũng là như thế, nên mình bảo rồi, cái cuộn này nó thêm vào mục đích là hàn nó sẽ lỏ hơn này và ngọt hơn là như vậy nhé. Nhưng ngọt hơn này đôi khi là đập chết bọn này các bạn ạ, bởi vì là nó tạo ra điện áp, thì điện áp này tạo ra điện áp nó đối nối tiếp, và nó đôi khi là cái con này mà nó không chịu được cái điện áp đánh thủng ngược ấy, thì đôi khi nó chết. Nhưng cái vấn đề là nhà sản xuất họ đã tính được rồi, là cái con diode chỉnh lưu này là khi mạch nó có cuộn L này, nó cái xung đỉnh nó đạt đến như nào, và con diode này nó có chịu được không, thì nhà sản xuất họ đã tính rồi các bạn nhé. Nên do đó nó không có vấn đề gì cả các bạn ạ. Kể cả cái con máy này các bạn bỏ cái cuộn L đi thì các bạn hàn vẫn bình thường, nhưng có cái mình bảo rồi, hàn nó không lỏ như hoặc là không ngấu như có nhá, ứng dụng của nó thêm như thế nhá. Thôi ok nhá, qua video chúng ta lại hiểu thêm với kiến thức hiểu biết của mình làm cái video này thôi, có thể có chỗ đúng và có thể có chỗ sai, và có thể có những cái ngóc ngách khác mà mình chưa nghĩ ra nhá. Nên các bạn nào có ý định muốn thay đổi cái điện áp máy hàn ra thì các bạn cứ tự nghiên cứu nhá, còn mình không có khả năng, mình không có thời gian. Mình hiểu về bản chất của nó đấy, nhưng mà mình chả có thời gian mình nghiên cứu, mình chỉnh sửa để làm nào để hợp với mọi người, để chiều mọi người đâu các bạn ạ. Đây là những cái kiến thức thực tế về máy hàn, về nguồn xung mà mình hiểu, để mình tạo cái kênh, cái video này cho mọi người tham khảo thôi. Ok nhá, chào tất cả các bạn.